Rồi, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Liền cốt sống khỏe luôn nha. Cây rất là đẹp. Cây này có mã số là 900, tổng hoành là 110, cây cao là 65 tính từ mặt chậu nha. Cây này đang nằm chậu lọt lòng là 75 x 50. Mình giao lưu không chậu nha. Cái chậu này nó cũng chậu nuôi tạm thời thôi. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 3.800k bao ship luôn nha. 3.800k bao ship. Cây đế nở. Móc đầu luôn. Cây rất là lực cây luôn nha. Cây này rất là tương lai. Đế trải luôn nha. Cây rất là lực luôn. 3.800k bao ship không chậu. Cẩm thị mình tưới nước lên thân mình mới thấy được hết cái vẻ đẹp của cây nha. Quý như là cây kim cương đen, gấu đen nào cũng là nó luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị sống khỏe luôn nha. Cây cốt khá là đẹp luôn. Cây này có mã số là 901, tổng hoành gốc là 110, cây cao là 88 tính từ mặt chậu lên trên thân chính nha. Lên thân chính là 88. Cây này lũ âm thân luôn. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 55. Lũ âm thân này. Bên này sống luôn nha, này, mầm nó đang bung ra nè. Bên này cũng thân sống luôn. Nhưng mà do nó hơi chậm bung thôi. Đây, da nó còn sống nó lên luôn nha. Đó. Móc đầu luôn. Cây sống rất là khỏe. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu là 2.800k bao ship luôn nha. 2.800k bao ship. Cây rất là ok luôn. Không chậu nha cả nhà. K bao ship, cây sống khỏe nha, mình yên tâm luôn. Cây này mặt lũ âm rất là đẹp. Bên kia đều sống, bên này cũng sống luôn nha. Cây móc đầu luôn. Lũ âm ở đây luôn. 2.800k bao ship rất chi là mềm luôn nha. Cây rất là lực cây. Lũ âm luôn đây. Rất chi là mềm luôn. Hai cái tay bên hông đều là thân sống hết nha, mình yên tâm luôn nha. 2.800k bao ship rất chi là mềm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị khủng nha. Liền cốt luôn, đế trải luôn. Đế trải lên mặt luôn nè. Đế rễ trải rất là đẹp. Cây này rất là già luôn nha. Cây này có mã số là 902, tổng hoành cụm là 150, cây cao là 75. Bầu đất hiện tại là 85 x 50 nha. Cụm này rất là ok luôn. Cụm này nhà vườn xin giao lưu là 4.000k bao ship luôn. 4.000k bao ship. Cụm rất là già luôn.
đế trải đẹp. Nhìn dàn đế này rất ok luôn. Các tay cành rất là côn luôn nha, liền cốt luôn, cây sống khỏe mà yên tâm luôn nha. 4.000k bao ship, cái này về mình lên cái khay hột xoài là ok luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha, đến nở vuốt ngọn luôn. Cây này có mã số là 903, hoành gốc là 83, cây cao là 65, đang nằm chậu lọt lòng là chậu nuôi lọt lòng là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2.300k bao ship luôn nha. Cây rất là lực cây luôn, form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây móc đầu luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây đang rất là sung tốt luôn. Cây này có mã số là 904, hoành gốc là 78, cây cao là 70, đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 45 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.900k bao ship luôn, mót đầu luôn nha. 1.900k bao ship. Cái này mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên nha. Cây đã sống khỏe rồi, đang chuẩn bị bung mầm nha. Cây rất là đẹp luôn. Cây này có mã số là 905. Tổng hoành của cây mình đo từ đây nha. Đo từ thân trên nè là 26, cao 35, đang nằm bầu đất là 30. Nhà vườn xin giao lưu là 350k bao ship.
mã số 905, 350k bao ship. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt rất là đẹp nha. Cây này form rất là ok luôn. Cây này nó có một thân nhỏ ở đây cũng rất là ok luôn. Kêu là phụ mẫu quá cả nhà. Liền cốt luôn. Cây này có mã số là 906. Tổng hoành là 112, cây cao là 70. Bầu đất hiện tại là 55 x 55 nha. Chậu tròn ok luôn. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 4.400k bao ship luôn. Cây rất là VIP nha. Bao ship cây mót đầu luôn, đế trải luôn. Lũ âm thân luôn. Mót đầu luôn nha. Cây rất là ok luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây mới về luôn nha, bao sống cho mình yên tâm luôn. Cây này có form tam đa, ba đầu chung cốt luôn. Cây này có mã số là 907, hoành gốc là 47, cây cao là 46, đang nằm cái chậu nuôi là 40 lọt lòng. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 800k bao ship luôn nha. Cây này có cái co rất là đẹp. Đây cái thân chính nó lên đây nó làm cái co đây rất là đẹp, co lũ ở đây nha. Bao ship. Cây form thiên nhiên rất là lực nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị sống khỏe luôn nha. Cây rất là cool luôn. Liền cốt luôn. Cây này có mã số là 908. Tổng hoành là 170. Tổng hoành đây nha. Tổng hoành gốc là 170. Cây cao là 80, bầu đất hiện tại là 80 x 80 luôn. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 4.500k bao ship luôn nha. 4.500k bao ship. Là một cụm cẩm thị sống khỏe, liền cốt. Cây rất là nặng nha. Khoảng 4 người khiêng. 3 đến 4 người khiêng.
Cẩm thị là một dòng chơi bonsai rất là vip nha, rất là đẹp. Tại vì nó đặc trưng cái da nó màu đen huyền bí luôn. Liền cốt. Thân cốt đặc luôn. $4,500 bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.